này là 20 nè, 10 nè, đi đường quyền không? Hello everyone, Mr.420입니다. Bang! 자, 오늘 여러분 저랑 틱톡 리액션 디등구엔 해볼 건데요. 그 전에 누구야? 꼬민해유라는 분의 거로 시작됐다고 해요. 일단 그거부터 보러 가시죠. 차! 디등구엔 Bữa nay có tiền nè, đi đường quyền mạnh ghê luôn, có tiền đô nè. Nè, cầm tiền đô đi đường quyền với mày. Cầm tiền đô đi đường quyền mà người ta quýnh mà sao mày không đỡ? Gặp tao quýnh là tao đỡ liền, lấy tiền che lại liền. 돈으로 그냥 막 때려버린다는 것 같아. 주먹 필요 없이. 꼬민휴? 웃긴 분이에요. 이분이 재밌으니까 틱톡을 했겠죠? 그럼 우리 한번 바로 보러 가시죠. 하이쪽 네. 무용이야. 니 đường quyền không? 오. 2달러? 2달러로 바뀌었어요. Này là 20 nè. 10 nè. 10 nè. Đi đường quyền không? 약간 이렇게 막 바뀌는 거야. 늘 니 đường quyền không? 20 nè. 10 nè. 10 nè. Đi đường quyền không? 20 nè. 10 nè. Đi đường quyền không? 디 đường quyền 이거 싸우다는 거야? 디 đường quyền không? Đường quyền mọi người ơi, đường quyền. 20.000 nè. Này là 20 nè. 10 nè. Đi đường quyền không? 아, 약간 이런 권력. 권력. 예, 상징인가 보네. Này là 20 nè. 10 nè, đi đường quyền không? Sunglass chơi này là bao? Đi trăm mấy chục triệu thì nó không có gì, con bò rụng cọng lông, cây me rụng lá. Nếu mà gặp một người đi đường quyền kiểu này, mà nếu mà gặp hai người là chỉ đi đường này, ba người bên đây luôn, ba người bên đây luôn. Này là 20 nè. 10 nè. 10 nè, đi đường quyền không? Ô, 잘생겼다. 20 nè. Ô, 남짱. 200. 귀여운 스타일이네요. 네, 나 20 nè. 10 nè. Đi đường quyền không? Ô. Đường quyền, ai có tiền đi đường quyền mà có tiền đô nè, cầm tiền đô. Ô. Đi đường quyền mà người ta quýnh là sao mày không đỡ? Xin gì? Người ta quýnh là tao đỡ liền, cái tiền nghe là đường quyền. Này là 20 nè. 10 nè. Đi đường quyền không? Ồ. Sao có sợ đâu, nó sao có sợ. Này là 20 nè. 10 nè. Đi đường quyền không? Đi đường quyền không? Cô Minh Hiếu hả? Wow. Cô này thật là giàu không ạ? À? Wow. 다음에는 한국 것도 한번 보죠. 한국 거. 이게 한국에도 유행을 하고 있대요. 이 아줌마가 너무 유명해서. 그쵸? 한국 거 하면 니등귀엔 틱톡 코리아. 아, 귀여워. 5,000원. 한국 돈으로 한, 오, 돈 많아. 보세요. 네, 20 nè. 10 nè. Đi đường quyền không? 아, 신기한 것 같아요. 베트남하고 한국하고 이렇게 같이 틱톡으로 교류할 수 있다는 게 진짜 좋은 것 같고 신기한 것 같아요. 만 원이에요. 오, 5만 원. 5만 원은 무이치유랑 똑같아.
잘생겼을려나? 뭐냐? 네 눈 왜 가고? 별로 안 잘생겼네. 내가 한 쪽나. 뭐냐? 네 눈 왜 가고? 특이한 스타일이에요. 내가 한 쪽나. 뭐냐? 네 눈 왜 가고? 이거 배 나온 거 아니죠? 끝났나? 아, 여러분 오늘 이렇게 저랑 같이 니등구엔 니등구엔 뭐 Do you want fight? 뭐 이런 건가요? 그걸 같이 보셨는데 별거 아닌 내용으로 이렇게 틱톡이 이렇게 됐다는 거에 대해서 되게 신기하게 생각을 했고 그 내용 가지고 우리 뭐 전 세계가 하나가 되는 이슈로 또 연결된다는 게 되게 신기한 것 같습니다. 그 여러분들께서 댓글을 많이 남겨주셔서 저도 궁금해서 이 틱톡을 하게 되었는데 댓글 많이 남겨주셨으면 좋겠습니다. 자, 여러분 감사합니다. 진짜요. Yeah, tôi là Mr. Saigon. Khám phá Việt Nam đến khi dậy vỡ tôi mày mòn. Hãy đăng ký kênh này nếu bạn cảm thấy ở đây thú vị. Còn nếu thấy clip này hay tại sao không like cho tôi cái nhỉ? Yeah, nhớ đăng ký kênh cho tôi nha.